hai người đi nghe gì tao, hai người đi nha, chắc bạn em nó phá gì tao á, nó có tài khoản gì tao rồi phải không? Rồi bữa nào em gửi em tặng quà cho gì lắm gì coi như lời xin lỗi của bạn em nó đã phá gì tao nha. Phone mình gửi qua chị táo bằng gửi bằng gì, gửi bằng cell phone hay là gì, gửi bằng số điện thoại hay là gửi bằng email, bữa nào em gửi chưa? Nozel á, Nozel là cái gì táo? Email hôm bữa nó lấy bạn em nó có email của chị táo rồi đúng không? Bữa nào em gọi em gửi chưa? Cái gì đâu, mấy đồng bạc đâu gì đâu, email hoặc phone á, mà gửi email được hơn đúng không gì táo? Bữa nào gửi gì táo tiền ăn bánh nha, mua đồ cơm ở Walmart cho nó không, đúng không? Bữa nào tặng cho dì táo, dì táo muốn nhiều, $100, $200 hay nhiều. Dì táo chị lên chị chửi con nẩu này nè, con nẩu này nó là dì cộng với dì táo, nó bút cặt chịu dì cộng đó, ok? Thà mình á, ok giờ mà em nói dì táo nghe nè, thà bất kỳ mà nó làm cộng sản không sao nha, nhưng mà đĩ mẹ nó Nam Kỳ trời chứ bà ương đồ làm gì bà thiếu nói, tại vậy tôi nói xong rồi tôi xuống cho tôi 1 phút nữa đi. Ví dụ như Nam Kỳ mà nó đi làm theo cộng sản là bút cặt cộng sản là không có tốt nghe cái gì đó đúng không? Thà bất kỳ mà nó theo cộng sản thì nó là bất kỳ đúng không, nó là cái đảng của nó là đảng cộng sản, còn Nam Kỳ mà đi bút cặt cộng sản nó nhục lắm gì đó đúng không? Như em nè, em là Nam Kỳ nhưng mà em theo tư bản nha, em là Việt Nam Cộng Hòa forever cái gì đó, forever nha. Còn cái gia đình của con nẩu này nè ở Sigo này mà em mà file down gia đình nó đâu hả, em giết hết chồng nó với con nó luôn, đúng không? Tao sẽ giết hết cái chồng của nó luôn. Rồi nói gì nói gì anh điên hay gì trời à, đủ má sáng sớm gặp thằng này anh điên, anh hình như anh cũng là cộng sản luôn anh điên. Nhận đi, có gì em trục xuất anh về luôn, thôi bà Hương lên đi.